Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, Cảnh sát Giao thông đã xử lý 183 trường hợp xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường dành cho ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Theo đó, công việc cắm chốt và tuần tra xử lý trên tuyến đường vẫn được đơn vị duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, lại có một nhóm vi phạm với nhiều lý do không nhìn thấy biển cấm. Từ kết quả không có người đi xe đạp vi phạm đi vào phần đường dành cho xe ô tô trong sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục áp dụng xử lý trên các tuyến đường Vành Đai 3, Đại lộ Thăng Long, nơi vẫn còn tình trạng vi phạm như trên. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý khép kín các khung giờ trong ngày và phối hợp cùng các đơn vị công an phụ trách địa bàn, thanh tra giao thông cùng vào cuộc xử lý triệt để những hành vi coi thường pháp luật.